Rafinha mới đây đã mở tài khoản của mình trong mùa áo mới Barcelona bằng một bàn thắng cùng hai pha kiến tạo trong trận giao hữu trước Inter Miami. Màn chào sân đó của Rafinha là không thể tuyệt vời hơn khi mà tiền đạo người Brazil dành tặng cho những cú lê. Nhân dịp Rafinha đang trên hành trình mới khẳng định bản thân ở một câu lạc bộ hàng đầu như Barcelona, hãy cùng cả bóng đá khám phá về Rafinha với những lời bộc bạch được chính anh tiết lộ. Tâm thư Rafinha, lại đây và nghe tôi kể về chính mình. Chào, tôi là Rafinha, người mới của Barcelona. Hôm nay, hãy cùng tôi khám phá 12 điều bí mật mà tôi chưa từng kể với ai được đấy. Tôi từng nhận được những lời dọa giết. Chú ơi, nó đã xảy ra rất nhiều lần. Chúng tôi trong phòng thay đồ đội khách ở trận đấu và một số đám đông vào gõ cửa. Họ hét lên, nếu mà mày đã thắng trận này, bọn tao sẽ giết mày. Mày đéo thế nào bước ra khỏi đây được đâu con chó. Đó là tại giải đấu Vazia. Chú ơi, thật khó để tôi có thể giải thích về Vazia cho bạn. Mọi người ở Brazil biết nó là gì, nhưng bạn phải chơi tại đó để hiểu nó thật sự như thế nào. Giải đấu này chả khác gì bóng đá đường phố. Bất kỳ ai cũng có thể xuất hiện và thi đấu, mà thậm chí không cần hợp đồng. Chơi trên nền đất sét, bóng nhiệt, đầy bụi và cát. Và ai đó sẽ mang một quả bóng từ nhà đến. Thường thì không có lưới, chỉ có hai chiếc cột. Nhưng người tham gia giải đấu này chơi với sự tức giận. Họ chơi để tồn tại. Họ chơi nó như cuộc sống và phụ thuộc vào nó. Rất may, những lời đe dọa chết chóc với tôi chỉ là những lời đe dọa. Chúng tôi biết đó là những người hâm mộ đội nhà đã cố gắng làm dao động chúng tôi. Nhưng bạn sẽ thường thấy những tên xã hội đen, tức chủ của các sân bóng đứng xung quanh với đầy súng trên tay. Nhưng bạn sẽ thường thấy những tên xã hội đen, tức chủ của các sân bóng đứng xung quanh sân với súng trong tay. Thậm chí đôi khi, một người ghi bàn xong và họ đo đất trông có vẻ đáng sợ nhỉ. Nhưng chúng tôi đã quen với điều này. Tôi vẫn rất tự hào rằng tôi đã chơi rất nhiều trận đấu tại Vazia. Và thân thật mà nói, tôi yêu nó. Những trận đấu vô cùng rực lửa, khó khăn, khốc liệt. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại khi chơi bóng, tôi muốn nhận được những lời lạ ó. Tôi muốn gặp áp lực và bị đe dọa. Đó là những gì giúp tôi mạnh mẽ và có được ngày hôm nay. Tôi có hai gia đình, một ở nhà, một trên đường phố. Nhìn xem, khi bạn lớn lên ở một nơi như Restinga, một khu ổ chuột ở Porto Alegre, bạn sẽ sớm nhận ra rằng mình không thể có một cuộc sống bình thường và không thể nào lớn lên một mình. Bạn bè chẳng khác gì một gia đình thứ hai. Bạn biết rằng, sớm hay muộn gì, mình cũng cần giúp đỡ từ họ. Tôi không nói về việc cứu nhau khỏi cái chết và những băng đảng ma túy ở đây. Thường thì đó là những điều nhỏ nhặt. Restinga, cách xa trung tâm thành phố. Vì vậy, với một số trận đấu, chúng tôi sẽ phải đi vào buổi sáng và trở về nhà vào buổi tối. Thường thì chúng tôi hầu như không có cơ hội để ăn. Vì vậy, nếu một người có thể chia sẻ thức ăn với đồng đội sau trận đấu, bạn sẽ không phải về nhà trong cái bụng đói lả. Có lần khác, tôi không đủ tiền đi đến những thành phố khác để đá bóng. Tôi chỉ biết khóc vì đã bỏ lỡ các trận đấu. Nhưng một người bạn có đủ tiền đã tặng một tấm vé xe buýt tháng cho tôi. Đó là thứ mà tôi trân quý đến suốt đời. Không ai trong chúng tôi có thức ăn. Chúng tôi phải đi xin ăn trên đường. Bạn thật sự phải tuyệt vọng lắm mới làm điều đó. Nhưng nếu không làm, bạn sẽ chết đói mất. Vấn đề là mọi người rất sợ chúng tôi. Chúng tôi vừa đá bóng xong, người thì nhễ nhại, bẩn thỉu, cùng với những vết sẹo trên cơ thể, máu khắp chân. Và thế là, họ nghĩ rằng chúng tôi là những đứa trẻ bùi đời. Chúng tôi chỉ muốn cướp đồ từ họ. Không đâu, chúng tôi chỉ muốn xin một chút gì đó bỏ bụng thôi mà. Một mẩu bánh quy ăn dở, một miếng bánh mì cũng được, bất cứ đồ thừa gì từ phía họ. Mặc dù vậy, tôi hiếm khi phải cầu xin như thế này. Nhà tôi cũng khó khăn lắm, chả giàu có gì, nhưng ít nhất nhà tôi vẫn đủ ăn đủ sống qua ngày. Căn nhà của chúng tôi rất nhỏ, nên tôi phải chia sẻ phòng của mình với bố mẹ và em trai, cùng với những chú chó và một con mèo. Ơn Chúa, lũ chó mèo dường như luôn cổ vũ tôi mọi lúc. Năm 2007, tôi từng đến dự tiệc sinh nhật của Ronaldinho. Nghe ảo ma không? Nhưng đó là sự thật. Cha tôi là một nhạc công trong một ban nhạc samba nổi tiếng, và họ chơi ở đó trong bữa tiệc sinh nhật của Ronaldinho. Ronaldinho cũng sinh ra trong cộng đồng mà nơi tôi lớn lên. Vì vậy bố tôi và các chú tôi đều biết anh ấy. Tôi luôn được muốn giống như Ronaldinho. Những điều mà anh ấy đã làm, cả
cách anh ấy tận hưởng từng phút trên sân, tôi vô cùng thần tượng. Thông điệp Ronaldinho mỗi khi thi đấu sẽ là: hãy đưa cho tôi quả bóng, tôi sẽ khiến bạn mỉm cười. Tôi nghĩ bữa tiệc này là khi Ronaldinho mới bắt đầu chơi cho Barcelona. Tôi nhớ mình đã đến ngôi nhà to lớn và thấy anh ấy đứng ở cửa trước. Anh ấy chào đón mọi người và trao cho họ những cái ô. Nụ cười đó tôi sẽ không bao giờ quên. Khi thấy tôi, Ronaldinho ngay lập tức trao một cái ôm và đi dạo cùng với tôi. Akun đứng hình mất 5 giây. Sức hấp dẫn của anh ấy có thể làm tan chảy ngay cả những đứa trẻ lạnh lùng nhất. Ronnie đối xử với tất cả mọi người rất tốt, ngay cả những đứa bé ngỗ ngược giang hồ. Tôi đã thoát khỏi những băng đảng ma túy. Đó là một điều may mắn. Năm tôi 17, tôi vẫn chỉ chơi ở các giải VAZIA. Và tôi đã chi nhiều tiền hơn cho việc đi lại của gia đình. Mục tiêu của tôi là nhận được một khoản trợ cấp hàng tháng từ học viện để giúp đỡ họ. Nhưng vì điều đó đã không xảy ra, nên tôi bị dao động bằng những cách kiếm tiền khác. Bạn hiểu mà đúng không? Nếu chọn con đường đó, bạn phải chấp nhận một cuộc sống không được yên ổn. Và tôi đã mất đủ bạn bè để biết điều đó. Bạn đang sống hôm nay, nhưng có thể chết vào ngày mai. Một số người trong họ hàng của tôi đã từng đi trên con đường đó và chẳng có kết thúc nào tốt đẹp cả. Tôi thật may mắn khi có một gia đình có thể cho tôi lời khuyên, cố gắng thoát khỏi con đường tội lỗi, thoát khỏi ma túy. Bởi vì nơi tôi sống, việc được nhận nuôi dưỡng bởi những cha mẹ đơn thân, hoặc thậm chí chỉ là anh chị em, hàng xóm hoặc bạn bè, là điều rất bình thường. Tôi có thể đã là một người thợ cắt tóc. Năm 18, tôi đã bị các học viện từ chối nhiều lần đến mức tôi không thể nào đếm được. International, Gremio, mọi nơi đều giống nhau. Tất cả chỉ là những lời từ chối. Cậu bé này quá nhỏ con. Thằng nhóc này yếu nhất. Luôn luôn là như vậy. Những lời từ chối luôn giống nhau. Ngay trước khi tôi 19, tôi đang tập luyện với đội U20 ở Avai. Họ có trụ sở tại Florianopolis, cách Porto Alegre 6 giờ lái xe về phía Bắc. Tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian xa nhà để tìm kiếm một bản hợp đồng. Nhưng sau đó, tôi gặp phải một chấn thương. Và khi tôi khỏe lại, tôi không thể nào trở lại đội hình. Tôi đã muốn trở thành một cầu thủ bóng đá từ khi lên 7. Vì vậy, công việc học của tôi luôn dang dở. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải tìm một công việc trong siêu thị, hoặc trong một tiệm cắt tóc, hay một thứ gì đó đại loại. Tôi biết cuộc sống đó như thế nào, vì mẹ tôi đã thay đổi công việc rất nhiều lần. CV của bà ấy chắc phải dài bằng một cuốn sách. Thợ làm tóc, thợ làm móng, bán nước hoa dạo, bán quần áo, lễ tân, bồi bàn, lao công, bà làm đủ cả. Cuối cùng, bà đã tiết kiệm đủ tiền để lấy một tấm bằng. Và giờ, bà đang làm những gì mà mình yêu thích. Đó là dạy cho những đứa trẻ vô gia cư gặp hoàn cảnh khó khăn. Bà ấy luôn nồng hậu như vậy, không bao giờ bỏ cuộc. Đó là bài học mà mẹ đã dành cho tôi, để tôi trở thành một cầu thủ bóng đá như hôm nay, thay vì một người thợ cắt tóc. Chú tôi đã chọn con đường riêng cho mình. Chú tôi từng thành công với tư cách là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, nhưng ông đã bỏ dở vì rất nhớ bạn bè và gia đình. Tôi không định làm điều đó, nhưng tôi có thể hiểu cảm giác của ông ấy. Mọi người nghĩ rằng chúng ta tồn tại đơn thuần để theo đuổi một quả bóng trong 90 phút mỗi cuối tuần. Nhưng chúng ta cũng là con người, và nhiều người trong chúng ta phải đương đầu với việc sống xa gia đình, xa những người thân yêu. Cái giá phải trả là rất lớn. Anh bạn à, nhất là với một thằng nhóc đến từ một nơi xa xôi như tôi, bạn không thấy bạn bè của mình lớn lên. Khi ông bà đau ốm, bạn không thể ở bên cạnh để giúp đỡ họ. Vì tôi đến từ một ổ chuột, tôi cũng đã mất rất nhiều bạn bè vì những hành động phạm pháp. Những người đang ở trong tù, một số khác thì đã chết. Chúng tôi không bao giờ có dịp nói lời tạm biệt. Bruno Fernandes là người anh em của tôi. Tình bạn của chúng tôi bắt đầu ngay cả trước khi tôi trở thành đồng đội của anh ấy tại Sporting. Khi Bruno biết rằng tôi sẽ đến đó, anh ấy đã nhắn tin cho tôi nói rằng anh ấy rất mong ngóng được chơi bóng bên cạnh tôi. Bruno đã giúp tôi rất nhiều. Ở Bồ Đào Nha, chúng tôi nói chuyện và đi ăn cùng nhau. Khi tôi đến Gen, anh ấy đã cho tôi những lời khuyên. Khi tôi trên máy bay đến Leeds, Bruno đã nhắn tin cho tôi nói rằng phong cách chơi bóng của tôi sẽ rất phù hợp với giải đấu này. Anh ấy luôn luôn đúng. Tôi lớn lên nhờ những bàn thắng của Thierry Henry. Ngày ấy, khi tôi đang xem Premier League cùng bố trên truyền hình, hình ảnh Henry xuất hiện. Anh ấy chạy như bay vậy, vừa chạy vừa tân bóng vừa ghi bàn. Thật điên rồ. Tôi cũng nhớ rằng các sân vận động khắp nước Anh luôn chật kín người. Những bài hát, những tiếng hò hét. Tôi không thể nhớ chi tiết, nhưng có lẽ tôi đã ngồi trong một quán bar ở đâu đó ở Gresetica và thề rằng một ngày nào đó
tôi sẽ đến nước Anh đá bóng. Và ngày đó cũng đã đến rồi. Lần đầu tiên gặp Bielsa, ông ấy đã phục kích tôi. Ô là trời, Marcelo Bielsa như xuất hiện từ hư không. Tôi tham gia buổi tập đầu tiên tại Leeds, nhưng ông ấy chỉ xuất hiện sau khi chúng tôi bắt đầu. Tôi đang ở một mình, chạy xung quanh với quả bóng. Khi bị ai đó chập vào lưng, tôi quay lại và thấy Bielsa. Thật mà nói, tôi đã rất lo lắng. Rất nhiều người đã nói về tôi: cẩn thận khi làm việc với Bielsa. Vì vậy, tôi biết ông ấy có thể là một vấn đề lớn. Nhưng Bielsa là huấn luyện viên khiêm tốn nhất mà bạn có thể làm việc. Và ông ấy khiến tôi cảm thấy thoải mái như ở nhà. Ông chào đón tôi đến Leeds và nói rằng ông ở đây để giúp tôi. Trong vài tháng đầu, Bielsa thường kéo tôi sang một bên và giải thích cho tôi biết nên di chuyển đi đâu và đưa ra quyết định gì. Tôi nợ ông ấy rất nhiều điều. Tôi từng sợ rằng mình sẽ mất chân. Bạn có nhớ khi Fernandinho phạm lỗi với tôi ở Etihad vào cuối mùa giải 2020-2021 không? Anh ấy đã va chạm rất mạnh vào đùi của tôi. Khi về đến nhà và tháo băng chân thì nó bị sưng tấy. Nó phải dày gấp đôi cái chân bên phải. Huyết áp của tôi bị giảm mạnh. Tôi đã gọi cho một bác sĩ để được đưa đến bệnh viện kiểm tra gấp. Cơn đau đến mức khiến tôi phải tiêm thuốc mê. Tôi không thể nào đi bộ. Tôi thậm chí còn không thể lết vào chiếc xe. Tôi bị tụ máu ở bên trong. Các bác sĩ nói tôi cần phải phẫu thuật để lấy hết máu bầm ra. Nhưng tôi chưa bao giờ phẫu thuật trước đây. Họ cũng nói rằng tôi sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải. Mặc dù đôi khi có cảm giác như thế, tôi sắp mất chân. Tạ ơn Chúa, các bác sĩ đã không tìm thấy một cục máu đông như họ đã lo lắng trước đó. Nhưng rồi, cơn đau quay trở lại. Tôi đã phải lấy nhiều máu hơn ở chân. Tôi đã đến bệnh viện 4 lần và các bác sĩ đã rút gần 100ml máu. Mặc dù vậy, tôi đã không mất cái chân nào cả và đã có thể đá bóng. Quả đá phạt đó là dành cho mẹ của Ronaldinho. Mẹ Ronaldinho qua đời vài ngày trước đó. Tôi không thể đến Brazil để viếng bà ấy. Vì vậy, trước khi chúng tôi đối đầu với Southampton 1 tháng 2, tôi đã gửi cho Ronny một vòng hoa. Khi tôi vào phòng thay đồ, tôi nảy ra ý tưởng viết nguệch ngoạc một thông điệp trên chiếc áo lót của mình. Tiếp thêm sức mạnh cho gia đình Alcide Moreira. Hãy yên nghỉ, bà Donna Miguelina. Tôi có cảm giác rằng tôi sẽ ghi bàn ngày hôm đó. Khi chúng tôi thực hiện quả đá phạt vào cuối trận, bóng bay vào lưới. Ơn Chúa, tôi coi đó như một điểm may mắn. Sau đó, tôi đã ký vào chiếc áo mà tôi đang mặc và gửi nó cho Ronaldinho. Mặc dù đã rời khỏi Restinga, nhưng chúng tôi không thể quên điều này. Hãy luôn chăm sóc gia đình thứ hai của bạn, luôn luôn quan tâm đến những người anh em của bạn. Liz luôn trong trái tim tôi. Tôi đã sống rất hạnh phúc tại Liz. Mọi người đã chào đón tôi với một vòng tay nồng ấm và rộng mở. Marcelo, ông chủ câu lạc bộ, các cầu thủ, nhân viên hay người hâm mộ. Một người bạn của tôi đã gửi cho tôi bài hát. Tôi không thể hiểu tất cả, nhưng để có được bài hát của riêng mình thực sự là một giấc mơ. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ về mùa giải đầu tiên là được thi đấu trên sân Ellen Road chật kín người. Rất khó để tôi có thể đến những sân vận động với những hàng ghế trống, bởi vì người hâm mộ là một phần rất lớn khiến tôi luôn muốn chơi bóng ở nước Anh. Gửi đến tất cả những người hâm mộ Leeds, tôi muốn nói rằng tôi vô cùng biết ơn tình yêu của các bạn dành cho tôi. Thành thật mà nói, tôi không thể diễn tả hết bằng lời sự biết ơn này. Đối với cách mà các bạn đã chào đón tôi đến với Leeds, hẹn ngày tái ngộ, Leeds United luôn nằm trong trái tim tôi. Ký tên Rafinha, Leeds, ngày 26 tháng 8 năm 2021.